Ngay từ buổi sơ khai của lịch sử nhân loại, con người đã tụ tập, hình thành các cộng đồng dọc theo các bờ sông ở vùng mà bây giờ chúng ta gọi là Seattle. Một số dân tộc bản địa gọi dòng sông Duwamish là nhà. Rồi khi những người định cư đến cách đây hơn 150 năm, dòng sông Duwamish là nơi tự nhiên để họ xây dựng lên nhà cửa, đất đai và tạo dựng các ngành nghề, công nghiệp. Trong nhiều thập kỷ, từ khi người ta đến đây định cư, dòng sông Duwamish đã chịu cùng số phận như vô số các dòng sông gần thành phố trên khắp thế giới. Nó trở thành bãi rác của sự ô nhiễm, cống rãnh công nghiệp. Cùng lúc đó, môi trường sống của dòng sông trước đây cũng bị thay đổi và phá hủy. Hãy cùng chúng tôi đến thăm con sông Duwamish để tìm hiểu hơn về lịch sử của nó với tư cách là tâm điểm của sự phát triển Seattle. Xem xét tác động mà sự phát triển đã gây ra cho sức khỏe của dòng sông Duwamish và những ai phụ thuộc vào nó. Xem xét những gì bạn có thể làm, dọn sạch dòng sông, và quan trọng nhất là những gì bạn có thể làm để giúp con sông có thể trở lại sạch sẽ hơn, có môi trường sống tốt hơn cho những loài sinh vật sống quanh nó. Trải qua hàng ngàn năm, các bộ tộc trong vùng sống theo dọc sông, dọc theo dòng sông. Dòng sông cho họ sự phồn vinh cả về vật chất lẫn tinh thần. Sau khi những người định cư đến đây bắt đầu xây dựng nhà cửa và các khu công nghiệp, nơi mà bây giờ họ gọi là Seattle, họ đã lấp và nạo vét đầm lầy của những khúc cong của dòng sông thành một con kênh thẳng hoặc đường thủy để tàu thuyền dễ dàng đi lại, phục vụ cho các ngành nghề công nghiệp. Trong chiến tranh thế giới thứ nhất, thứ hai, dân số công nghiệp ở Seattle tăng lên một cách đáng kể. Các chất thải, rác thải thô từ các nhà máy sản xuất máy bay, đóng thuyền, tái chế kim loại và các ngành nghề công nghiệp khác đã đổ ra con sông. Rác thải này mang đầy các chất ô nhiễm và chúng đọng lại vào bùn hay phù sa ở đáy con sông Duwamish. Khi các chất ô nhiễm đọng lại ở phù sa ở đáy con sông, nó được các con giun, sâu bọ và các sinh vật khác sống ở dưới đáy con sông vô tình ăn phải các chất ô nhiễm đó. Những sinh vật này lại được các con cá, chim ăn phải. Con người bị nhiễm các chất ô nhiễm này khi tiếp xúc với bùn ô nhiễm trong khi bắt cua hoặc sò. Nhưng nguy hiểm hơn hết là khi họ ăn các loài thủy sản bị ô nhiễm từ dòng sông Duwamish. Các chất ô nhiễm trong cá ở con sông Duwamish gồm PCP, arsenic, PAH, các chất độc tố dioxin và furan. Chất PCP có thể gây ung thư cho người tiếp xúc với nó với thời gian lâu dài. Nó có thể ảnh hưởng đến các khả năng học tập ở trẻ em. Chất PCP liên quan đến các ảnh hưởng sức khỏe bất lợi khác như thiếu cân, bệnh tuyến giáp, rối loạn hệ miễn nhiễm. Tiếp xúc lâu dài với các dạng độc tố như arsenic có thể gây ung thư da, bàng quang và các loại ung thư khác. Hít vào, ăn phải, tiếp xúc ở da với hàm lượng lớn chất PAH có thể gây ra ung thư ở một số người.
ảnh hưởng độc tố liên quan tới chất dioxin và furan có thể gây ra vấn đề sinh sản, vấn đề phát triển bào thai và trẻ nhỏ, hư hệ miễn nhiễm và ung thư. Hiện nay, người ta vẫn gây ô nhiễm cho con sông Duwamish, nhưng hầu như không nhiều bằng chúng ta làm trước đây. Đó là bởi vì chúng toàn xã hội. Chúng ta biết điều hầu hết mọi chất ô nhiễm không chỉ biến mất khi nó được thải ra vào nước. Chúng ta mất một thời gian khá lâu để biết điều này, nhưng chúng ta đã biết. Chúng ta hiểu là chúng ta cần làm một điều gì đó về chuyện này. Ngày nay, có những luật lệ nghiêm ngặt giới hạn hàm lượng chất ô nhiễm đổ vào con sông Duwamish hoặc bất kỳ phần nước sông nào khác. Và cũng có những luật bảo đảm dọn sạch những ô nhiễm trước đây. Một trong những điều luật này có tên là Superfund và yêu cầu EPA xác định làm sạch các địa điểm bị ô nhiễm nhất. Khi xác định nếu có một nơi phải được để trong danh sách dọn dẹp Superfund, EPA phải tìm hiểu là liệu sức khỏe của con người và môi trường sống có bị nguy hiểm từ ô nhiễm hay không. Ngay từ thập niên 1970, các nhà khoa học đã bắt đầu tìm thấy các hóa chất ở trong con cá, tôm, cua sò, ốc hến ở con sông Duwamish. Vào năm 2001, EPA quyết định thêm con sông Duwamish vào danh sách Superfund bởi vì hàm lượng chất ô nhiễm trong bùn phù sa ở đáy con sông và cá tôm người ta hay ăn gây nhiều nguy hiểm cho sức khỏe và môi trường sống của con người sống quanh con sông. Luật Superfund dựa vào nguyên tắc mà những tổ chức gây ô nhiễm phải chi trả. EPA có thể yêu cầu các bên có trách nhiệm làm sạch ô nhiễm để giảm thiểu rủi ro cho con người và môi trường sống quanh đây. Ở sông Duwamish có nhiều công ty, chủ sở hữu đất đai, chính quyền địa phương là những người cùng nhau phải chi trả cho việc dọn sạch con sông. Bốn tổ chức thành phố Seattle, quận Kinh, cảng Seattle, Boeing từ đầu đã cùng nhau thành lập ra nhóm Waterway Duwamish. Họ đồng ý nghiên cứu hiện trường, thực hiện các công tác dọn sạch từ những vùng ô nhiễm nặng nhất. Năm vùng hành động sớm được dọn sạch trong lúc EPA tiếp tục nghiên cứu toàn bộ dòng sông Duwamish. Xin cảm ơn các hoạt động này. Mức PCP trung bình quanh vùng đã giảm đi một cách đáng kể. Năm 2014, EPA đã thực hiện xong chương trình dọn sạch những nơi phù sa của dòng sông còn lại bị ô nhiễm. Chương trình dọn sạch cuối cùng này vẫn được gọi là hồ sơ quyết định hay ROD, kết hợp bốn phương pháp để dọn sạch phù sa. Một phương pháp là lấy đi hay nạo vét, có nghĩa là lấy những chất ô nhiễm cùng với phù sa cát nằm trong đó. Tổng cộng gần 1 triệu cubic phù sa ô nhiễm sẽ được lấy đi hoặc nạo vét khỏi dòng sông và đem đi chôn. Lượng phù sa này đổ đầy hơn 80.000 xe tải. Ở một số nơi khác, chương trình yêu cầu lắp phù sa ô nhiễm với cát sạch, chặn hay lắp phủ phù sa ô nhiễm với một lớp dày chất tự nhiên sạch, phần lớn là mùn, cát,
đa tảng. Điều này được thực hiện ở những nơi mà chúng ta không chắc là lớp phủ sẽ ở đó. Ở những chỗ ít ô nhiễm hơn, chúng ta có thể có được sự phục hồi tự nhiên khi phù sa sạch trôi khỏi dòng sông Green và đọng lại ở dòng sông Duwamish. Và cuối cùng, ở một số nơi chúng ta cần sự thúc đẩy tiến trình hồi phục này bằng cách thêm cát và carbon trong có thể kích hoạt được loại mà bạn có thể thấy trong các bình lọc nước để cho tự nhiên khởi đầu. Phương pháp này được gọi là hồi phục tự nhiên tăng cường. Chương trình dọn sạch EPA ước tính sẽ có gần phân nửa 412 acre đường sông được dọn sạch bằng cách nạo vét, lắp sạch hoặc tăng cường khôi phục tự nhiên. Những acre còn lại sẽ được giám sát trong khi những tiến trình khôi phục tự nhiên khác tiếp tục. Dĩ nhiên, phương pháp này cũng như những phương pháp khác đòi hỏi phải được giám sát chặt chẽ để bảo đảm là nó hiệu quả. Quan trọng nhất để tránh phải dọn sạch lại, cần xúc tiến công việc theo từng giai đoạn nhằm bảo đảm là nguồn ô nhiễm gần đó được khống chế. Chúng ta dự kiến có 3 giai đoạn dọn sạch, bắt đầu với 2 dặm ở khu thượng lưu xa nhất có tên là Upper Ridge. Hiện công tác dọn sạch đang ở giai đoạn thiết kế. Mỗi giai đoạn dọn sạch sẽ cần có các dự án kỹ thuật giám sát chi tiết. Điều quan trọng để dọn sạch là thực hiện công việc này theo cách mà không gây ra các vấn đề mới. Chúng ta cần chắc là việc dọn sạch phục hồi sức khỏe cho dòng sông, động vật và con người làm việc và nô đùa ở đây trong lúc giữ dòng sông hiệu quả cho những hoạt động kinh doanh. Trong giai đoạn thiết kế này, chúng ta sẽ tập hợp các thành viên cộng đồng, các tổ chức địa phương và các nhóm có quan tâm khác ở hội nghị bàn tròn Duwamish để giúp chúng ta giảm thiểu tối đa các ảnh hưởng cho cộng đồng và đưa ra các khuyến nghị để nâng cao việc làm sạch con sông. Sau khi hoàn tất giai đoạn thiết kế Upper Ridge, việc dọn sạch sẽ bắt đầu. Việc thiết kế và dọn sạch những phần khác sẽ tiến hành từ sông Duwamish tới Harbor Island. Chương trình dọn sạch ước tính là việc nạo vét, lắp sạch, tăng cường hồi phục tự nhiên. Toàn bộ nơi này mất chừng 7 năm cho đến khi toàn bộ các chương trình hoàn tất. Sau khi tất cả các giai đoạn dọn sạch chủ động được thực hiện, chúng ta sẽ giám sát những nơi này để chắc là việc hồi phục tự nhiên sẽ tiếp tục cải tạo dòng sông. Với toàn bộ công trình này, dự án làm sạch ước tính tốn 342 triệu. Hạ lưu đường thủy Duwamish là một đường thủy hoạt động được sử dụng cho thương mại, công nghiệp, cư ngụ, giải trí trên mặt nước và bờ. Nhiều người sống trên mặt nước trong thuyền của họ. Việc làm sạch sắp đến sẽ được hoạch định một cách cẩn thận vì việc nạo vét, lắp sạch sẽ diễn ra khi các hoạt động này trên con sông vẫn được tiếp diễn. Vì là con sông độc nhất Seattle,
Điều quan trọng là dọn sạch nó để con sông trở nên trong lành cho những thế hệ tương lai. Nhiều thông tin như vậy chắc hẳn làm bạn choáng ngợp, nhưng đây là một số điều bạn có thể làm để góp phần cho con sông Duwamish được trở nên trong lành hơn. Nếu bạn ăn cá từ con sông Duwamish, bạn chỉ nên ăn cá hồi, vì cá hồi chỉ sống ở Duwamish trong một thời gian ngắn, nên ăn cá này là lựa chọn an toàn. Đừng ăn cá, tôm, nghêu sò, ốc hến. Những loài này sống ở sông Duwamish đến hết quãng đời của nó, nên những chất ô nhiễm tích tụ trong cơ thể nó là không an toàn, vì vậy bạn không nên ăn. Nếu bạn sống và làm việc ở Seattle, hãy giúp giữ con sông và nguồn nước khỏi bị ô nhiễm. Không thải hóa chất, làm cỏ, nhớt xe đã sử dụng hoặc nước rửa xe xuống cống rãnh đường phố. Các chất thải xuống cống này chảy thẳng ra con sông Duwamish. Hãy tham gia bảo vệ dòng sông của bạn. Hãy giúp phục hồi môi trường sống, trồng cây, lượm rác ở những sự kiện Duwamish Alive vào các ngày thứ bảy, thứ ba vào tháng 10, tháng 4 hàng năm. Tham gia hội nghị bàn tròn Duwamish và tìm hiểu về việc dọn sạch khi nó diễn ra. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về việc dọn sạch con sông Duwamish, thì hãy theo dõi trang Facebook The EPA Duwamish Facebook, hay là bạn có thể tham gia listserv cùng chúng tôi. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở con sông Duwamish.